Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Thời gian gần đây chắc là mọi người thấy em lên sóng các video ít hơn đúng không ạ? Vì thời gian gần đây thì em dành cho cái việc mua xe nhiều hơn là cái việc bán xe. Thế cho nên là thời điểm này em đi các tỉnh mua xe khá là nhiều. Ví dụ chiếc này ở hạn thì em đang có mặt ở Vĩnh Phúc, đang đi mua chiếc Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2020, màu xanh ạ. Đó, xe rất là mới luôn. Chính vì cái việc mà em di chuyển đi em mua xe nhiều về để phục vụ các bác như thế này này, thì cái việc em phải đi di chuyển nhiều nên là không có thời gian ở cửa hàng để quay được nhiều, nên là không có nhiều video để cho mọi người xem. Ở đoạn này thì là cái khu tái định cư nên là em dừng lại cái đoạn này để không có xe đi lại để quay cho mọi người xem chiếc này. Em xin nhắc lại nha, đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2020, màu xanh. Màu này rất là đẹp luôn và được rất là nhiều khách hàng thích. Chiếc này thì em vừa mua xong nhá mọi người nhá. Ở đời này thì Santa Fe máy xăng có 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Chúng ta có thể gọi như là bản Premium hoặc là bản Plus, hoặc là có thể gọi là bản Bay đấy ạ. Đó, chúng ta có tùy tên gọi khác nhau thôi, nó là tiếng Anh và tiếng Việt thôi ạ. Thôi thì em cứ gọi tiếng Việt nhá. Bản này của em là bản cao cấp nhất. Nó máy xăng. Máy xăng thì sử dụng động cơ 2.4 mọi người nhá. Lưu ý ở em. Màu này là màu xanh rất là đẹp luôn đấy ạ. Nếu như đặc biệt luôn, nếu như mà bác nào mà hợp mệnh màu xanh thì chắc chắn không thể bỏ qua được cái màu này. Bởi vì những bác mà không hợp mệnh hoặc là kể cả không hợp cái màu này nhưng mà vẫn rất thích cái xe này, thích cái màu này vì nó ra nắng rất là đẹp nhá mọi người nhá. Hôm nay thì thời tiết nó không được nắng cho lắm, nhưng mà nếu như mà ra trời nắng nhá, chiếc này màu sơn nó rất là đẹp, chẳng khác gì những chiếc xe sang cả, những chiếc xe Porsche hay là những chiếc xe cao cấp hơn đó. Cái này thì là thảm thôi, cái này sẽ che vào đây để chúng ta có thể để đồ được thoải mái hơn. Cái này lát nữa em sẽ dán nó lại. Đây nó có miếng dán mọi người nhá, còn nếu không thích thì có thể bóc ra. Hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi, nguyên bản. Đó, nguyên zin hết. Ở đây thì là những cái phụ kiện thôi. Còn lốp sục cua thì vẫn để bên dưới này. Đây, lốp sục cua đấy. Đó. Rất là dày luôn. Và tất nhiên là cả 5 quả lốp đều theo xe rồi ạ. Xe chạy có 2 vạn km thôi mọi người nhá. Nguyên bản. Em cam kết với mọi người về chất lượng cũng như là km luôn. Mọi người có thể check hãng, check lịch sử thoải mái ở trên toàn cầu luôn. Đây ạ. Lốp theo xe rất là dày luôn. Thật sự luôn nhá mọi người nhá, mọi người để ý của em này, nhìn những chiếc xe như này mới đúng chuẩn nó 2 vạn này, lốp cực kỳ dày luôn. Em còn không nghĩ là nó chạy 2 vạn cơ, em nghĩ là chỉ chạy khoảng vài nghìn một vạn thôi, tại vì lốp nó quá là dày và đẹp luôn. Đây là xe em chưa dọn dẹp gì mọi người nhá, vẫn còn nguyên này, tất cả chi tiết đều còn nguyên hết. Đó. Trên bản cao cấp nhất thì sẽ được trang bị cái ghế da màu nâu như thế này mọi người nhá. Đó, còn nếu như mà bản thiếu ấy thì nó sẽ là bản đặc biệt. Thì sẽ ghế da màu đen. Đó, ở đây thì có rèm chắn nắng ở phía sau nữa, rất là tiện lợi. Cái này thì em sẽ quay nhanh cho mọi người xem thôi, vì hôm nay thì xe chưa về đến cửa hàng đâu. Thứ nhất là nếu bác nào muốn xem thì cũng phải thứ hai qua cửa hàng em xem, hoặc là có thể sẽ lâu hơn. Tại vì em sẽ cho xe đi spa một chút. Lát nữa em sẽ chỉ cho mọi người một số cái điểm xước sát. Em sẽ cho làm, đi làm rồi về xe này dọn thì chắc cũng nhanh thôi, tại vì rất là sạch. Đó, nguyên bản em mua từ nhà chủ nhá mọi người nhá. Ra ngoài này là em quay luôn này, ghế này rất là mới và đẹp luôn. Đó, cái này là đệm gối này. Đó, ghế này rất là mới. Đây mọi người nhìn của em này, cái ni lông này còn nguyên luôn. Đây là cái khẩu trang thì gần như là vật dụng không thể thiếu ở cái thời điểm hiện tại cho tất cả mọi người rồi. Đây thì có bốn chú tiểu rất là hay. Em xin chia sẻ ngoài lề một chút nhá.
Em rất là thích bốn chú tiểu này vì là có ý nghĩa bớt nói, bớt nghe, bớt nhìn cho tâm thanh tịnh, cho đời thảnh thơi. Đó, rất là thích, em rất là thích cái ý nghĩa của bốn chú tiểu này. Đó. Đây thì sẽ có mọi người nhìn hồi em nhá. Nếu mà bản cao cấp thì sẽ có hắt kính lái ở đây. Đó, sẽ hiển thị tốc độ ở trên kính lái. Ngoài ra thì trên bản cao cấp này sẽ được tùy chọn 4 chế độ lái: Eco, Sport, Smart và Comfort ạ. Đó. Đây thì vẫn có ga tự động, cruise control và các kiểu thôi. Có cảnh báo điểm mù ở chân gương mọi người nhá. Mọi người nhìn em, cảnh báo điểm mù chân gương này. Chống chân trượt, khóa cầu V-side và mở cốp. Đó, ở đây. Còn ở đây thì chúng ta có thể nghe nhạc Bluetooth hoặc là USB. Đó, có camera lùi. Mọi người để ý cho em cái gương này, khi mà chúng ta vào số nhá, MVP nhá, nó sẽ ngửa cái mặt gương lên, nó rất là tiện lợi. Rất là thích những cái chế độ như thế này. Và trên bản cao cấp nhất thì còn được trang bị thêm cả sấy ghế mát, sấy ghế nóng nhá mọi người nhá. Nó có đầy đủ các tính năng và sấy vô lăng. Đó. Bản cao cấp thì hắt kính này, có sấy ghế và bốn chế độ lái mọi người nhá. Đó. Đây là năm sản xuất. Năm sản xuất của xe là 2020. Mọi người đi mua xe nhá, ở trên đăng kiểm thì có thể bên đăng kiểm họ còn bị sai lầm, chứ cái tem này thì không bao giờ bị sai lầm luôn. Đó, mọi người hoàn toàn yên tâm. Cứ nhìn cái này là chuẩn nhất. Tem ở trên xe năm sản xuất này 2020 đấy ạ. Đó. Cái tem này là cái tem chuẩn nhất trong tất cả, kể cả đăng kiểm nhá, vẫn có sự sai sót và vẫn có những cái sự nhầm lẫn, nhưng tem này thì sẽ không có sự nhầm lẫn mọi người nhá. Đây em sẽ quay luôn cho mọi người xem cái một cái vết xước nhỏ ở xe đó. Cái này thì vệ sinh rất là đơn giản thôi, nhưng mà em sẽ cho đi làm nhá mọi người nhá. Đó, em thì thường xuyên là quay xe mộc mạc luôn để cho mọi người xem và nắm luôn được tình hình về xe. Đấy, có như nào em sẽ quay luôn thực tế luôn, mọi người sẽ nắm được và biết luôn. Đó, không cần phải là chờ spa sạch sẽ, dọn dẹp đẹp đẽ thì mới phải quay lên. Đấy, có như nào em sẽ quay luôn cho mọi người xem nhá. Đó, cabo này rất là đẹp luôn. Đó, đầy đủ hết. Bản này là bản cao cấp nhất rồi. Sau khi mà spa em sẽ cho đánh bóng một chút nữa thì chiếc xe này sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất là nhiều so với mọi người đang nhìn thực tế. Có thảm trải sàn 5D, ghế này rất là mới và đẹp luôn. Tên cá nhân mọi người nhá. Đó. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho mọi người nhìn qua một vòng nữa trước khi em kết thúc video này ở đây. Em xin phép được báo giá luôn để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2020. Với cái giá hiện tại thì em đang bán ở trên thị trường là 1 tỷ 120 triệu mới nhé. 1 tỷ 120 triệu ạ. Cái giá này thì có thể hỗ trợ mọi người vay 70%, nên mọi người hoàn toàn yên tâm khi mà lấy xe của bên em. Đảm bảo chất lượng, thoải mái, mọi người không phải lăn tăn, và em vẫn spa đẹp đẽ để cho mọi người lấy xe. Giá này thì em thấy khá là hợp lý so với ở thị trường xe ô tô cũ hiện tại. Hôm trước em vừa bán một chiếc 2021 xong. Đó, chỉ lệch nhau một chút. Và bản 2020 và 2019 thì mỗi đời sẽ lệch nhau khoảng vài chục nhá mọi người nhá. Đó, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. 2021 em nói ở đây là form cũ nhá. Nếu như anh chị nào theo dõi em thì anh chị sẽ biết em có một chiếc form cũ 2021 và em bán rồi. Tiện đây thì em xin thông báo luôn, em còn một chiếc Hyundai Santa Fe nữa, y hệt như này nhưng là máy xăng, màu trắng, biển số Hà Nội. Chiếc xe đó của em thì chạy được 36.000 km. Và xe đó thì em bán 1 tỷ 050 triệu mới nhá. Chiếc này 1 tỷ 120, tức là lệch nhau khoảng 70 triệu ạ. Lệch nhau khoảng 70 triệu một đời đấy ạ. Tuy nhiên là giá thì anh chị có thể alo trực tiếp cho em để trao đổi và thương lượng về giá cả. Chi tiết thì mọi người có thể inbox cho em qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế lại để cho mọi người xem và cảm nhận. Hoặc là nếu như anh chị muốn đổi các xe của anh chị thì vui lòng chụp đăng ký đăng kiểm, sau đó gửi cho em qua Zalo. Em sẽ định giá xe của anh chị rồi đưa ra một con số để cả hai bên cùng thương thảo và đi đến cái kết luận cuối cùng. Anh chị ở xa hay là ở gần thì không phải lăn tăn, em có thể giao xe toàn quốc
Mới đây nhất thì em giao một chiếc xe đến tận Phú Quốc, Kiên Giang nhé mọi người nhé. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, ở đâu thì em cũng có thể giao xe được cho tất cả quý khách hàng. Hiện tại Santa Fe form mới với cái giá cao hơn rất là nhiều, cộng với lại cái việc phải chờ đợi hoặc là phải bỏ thêm tiền để lấy xe, thì những chiếc Hyundai Santa Fe như thế này được rất rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng. Nên là giá của nó cũng đang rất là hợp lý rồi. Ở cái phiên bản đời mới ấy, thì sẽ sử dụng cái nút bấm, và nhiều bác sẽ mất đi cái cảm giác lái xe, sẽ không thích đâu ạ. Thế hệ trẻ thì em không nói, nhưng nhiều bác trung trung tuổi là vẫn thích sử dụng cái form này, cần số này hơn, vì là cái dạng này vẫn còn rất là đẹp và mọi người thích cái form này hơn. Nó ít cái chrome hơn, ít mạ chrome hơn, nhìn nó trẻ trung hơn, và nhìn nó cảm giác nó đứng đắn hơn một chút. Có một sự nào đó vừa trẻ trung lại vừa đứng đắn, nó không chrome quá nhiều như chiếc form mới. Được rồi, bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Em là Sóng Thảo. Chi tiết thì mọi người có thể alo trực tiếp cho em nhé mọi người nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.